quý khán giả và các đồng chí, 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga, kíp 3, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã bước vào trận đấu quyết định của vòng loại, vòng thi đấu đơn, cuộc đua xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2022 cùng với các đội tuyển xe tăng của Venezuela, Uzbekistan, Kazakhstan. Kíp xe thứ 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã về đích thứ 3 ở trận đấu quyết định này. Kíp xe thứ 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất phát cuối cùng với kíp lái gồm trưởng xe Thiếu tá Phùng Anh Cương, pháo thủ Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh và lái xe Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn. Pháo thủ Phạm Văn Anh thể hiện khả năng xạ kích tốt khi bắn trúng 3 trên 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng ở khoảng cách 1.600 đến 1.800 mét. Cảm xúc thì dâng trào, toàn cũng đã cùng quá vui sướng rồi. Thi đấu ở bảng cùng nhiều đội mạnh, kíp xe số 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hạ 4 trên 5 mục tiêu, về đích với thời gian 29 phút 7 giây. Đội tuyển Kazakhstan về đích với thời gian nhanh nhất 23 phút 52 giây, bắn hạ 5 trên 5 mục tiêu. Đội tuyển Uzbekistan về thứ 2 với thời gian 24 phút 54 giây, hạ 5 trên 5 mục tiêu. Trong khi đội Venezuela về cuối với thời gian 39 phút 51 giây, hạ 2 trên 5 mục tiêu. Đây có thể chưa phải là kết quả cuối cùng do tổ trọng tài còn họp và tính điểm trừ vì lỗi của từng kíp xe trong quá trình thi đấu. Song dựa vào thành tích sau 3 trận đấu, đội tuyển xe tăng Việt Nam chắc chắn đã trụ hạng tại bảng 1 cuộc thi xe tăng hành tiến 2022. Đội tuyển Việt Nam là một đội rất mạnh. Mặc dù khi thi đấu chúng ta là những đối thủ, nhưng chúng ta luôn là những người bạn. Cho dù kết quả có như thế nào thì chúng tôi, những cổ động viên trực tiếp ở trường thi cũng như đồng bào cả nước luôn luôn ủng hộ các chiến sĩ và luôn luôn thấy rằng các chiến sĩ của mình đã rất là bản lĩnh, tự tin và chúng tôi rất là hài lòng với kết quả của các chiến sĩ ạ. Các đội tuyển Việt Nam luôn trong trái tim chúng tôi ạ. Dù kết quả có như thế nào thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại Army Games 2022. Kết quả chung cuộc để quyết định xem đội tuyển xe tăng của chúng ta có vào được bán kết hay không còn tùy thuộc vào kết quả thi đấu của các đội thi vào ngày mai. Song, các tuyển thủ đã thi đấu hết mình trong một bảng đấu rất mạnh, khiến cổ động viên Việt Nam thực sự rất tự hào. Trương Nhung đưa tin từ Moscow, Liên bang Nga. Không chỉ nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các cổ động viên tại thao trường Alabino, trong suốt các trận thi đấu vòng loại, đội tuyển xe tăng Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ trong và ngoài nước qua sóng truyền hình. Vâng, chính sự cổ vũ nhiệt tình và niềm tin thắng lợi từ quê nhà cũng phần nào giúp cho các thành viên kíp xe thêm tự tin, quyết tâm giành kết quả cao. Thưa quý khán giả và các đồng chí, hiện tại thì tôi đang có mặt tại hội trường của trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp. Đây cũng là nơi có 2 trên 9 thành viên tham gia chính thức của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022. Và lúc này thì trận đấu đã bắt đầu, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì chưa xuất phát, nhưng tôi đã cảm nhận được một không khí cổ vũ vô cùng sôi động. Tôi chắc rằng là không thua kém gì tại thao trường Alabino lúc này. Và một trong những cổ động viên tôi nhận thấy là nhiệt tình ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu, đó là Đại tá Phan Đăng Minh, chính ủy của trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp. Xin chào đồng chí. Vâng, chào đồng chí. Như đồng chí đã biết là kíp xe tăng số 1 và kíp xe tăng số 2 của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất là nỗ lực và có những kết quả rất là khả quan. Vậy thì xin đồng chí cho biết là đồng chí mong đợi cũng như dự đoán về màn thể hiện của kíp xe tăng số 3 ngày hôm nay như thế nào ạ? Vâng, thể hiện cái tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể và với truyền thống đá ra quân là đánh thắng. Với tinh thần cố gắng và đoàn kết thì kíp xe tham gia hội thao hôm nay sẽ đem đến kết quả tốt đẹp cho bộ đội xe tăng Việt Nam. Cảm ơn đồng chí. Và thưa quý khán giả và các đồng chí, hiện tại thì xe tăng màu xanh dương của đội tuyển Việt Nam đã chính thức lăn xích trên thao trường Alabino. Hãy cùng chúng tôi cổ vũ cho các thành viên của đội tuyển xe tăng Việt Nam ạ. Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng. Sự chỉnh chu. Bạn Lê Anh, tôi mong các chiến sĩ của chúng ta sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, mang vinh quang về cho Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống người bộ đội Cụ Hồ. Đối với đội tuyển xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi mong các anh, các đồng chí, đồng đội hãy bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng. Việt Nam chiến thắng! Việt Nam chiến thắng! Việt Nam chiến thắng! Tạm xa không khí sôi nổi tại trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp, hiện tại thì tôi đang có mặt tại gia đình nhà trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đào Bá Tư, là thành viên của kíp xe tăng số 2. Mặc dù ngày hôm nay thì đồng chí Tư không trực tiếp tham gia thi đấu và đã hoàn thành phần thi của mình vào ngày 16 tháng 8, nhưng gia đình của anh, họ hàng và bà con hàng xóm đã tập trung rất đông tại gia đình của anh để cổ vũ cho kíp xe tăng số 3. Chào chú ạ, chú cùng gia đình hàng xóm của mình thì đang theo dõi các đồng đội của anh Tư thi đấu. Vậy thì chú suy nghĩ có cảm xúc như thế nào khi mà chứng kiến con trai mình cùng những đồng đội của con trai mình thi đấu tại một môi trường quốc tế ạ? Tôi chỉ nghĩ về cái tình đồng đội của các cháu để vào thi vì cái màu cờ sắc áo, vì con người Việt Nam. Cái điều đó là tôi tự hào về con người Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ạ. Đúng vậy, thưa quý khán giả và các đồng chí, điều quan trọng hơn cả đó là tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, và còn quan trọng hơn đó là tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc của người dân Việt Nam, không chỉ có ở thao trường Alabino mà đã lan tỏa đến rộng khắp các thôn xóm, bản làng, tỉnh thành của quê hương Việt Nam. Trước đó, hôm qua tại thao trường Sazagan, Uzbekistan, đội tuyển hóa học đã thi đấu ngày đầu tiên trong nội dung môi trường an toàn với phần thi đơn tổ. Tại phần thi này, kíp xe gồm 3 vận động viên đã vượt qua 14 vật cản xe, 17 vật cản thể lực cùng với 3 khu vực thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành phòng hóa. Trong ngày thi đấu chính thức, nhiệt độ tại Sazagan là 40 độ C, độ ẩm dưới 25%. Hai kíp xe mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu cùng lượt với kíp xe đến từ Nga và kíp xe của Belarus. Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu kiên cường, hai kíp xe của đội tuyển hóa học nước ta đã hoàn thành tốt các phần thi. Kết quả sau ngày thi đấu thứ nhất, đội tuyển hóa học Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ tư, đứng sau nước chủ nhà Uzbekistan cùng hai đội tuyển rất giàu kinh nghiệm là Nga và Belarus. Trong khuôn khổ Army Games 2022, đội tuyển thông tin liên lạc Quân đội Nhân dân Việt Nam có 3 nhóm là vô tuyến điện, công nghệ thông tin và tiếp sức quân sự. Tính đến ngày hôm nay, nhóm vô tuyến điện của đội đã hoàn thành các nội dung thi đấu, đứng thứ 3 sau đội tuyển Nga và đội chủ nhà Belarus. Các nhóm công nghệ thông tin và tiếp sức quân sự tiếp tục thi đấu các phần thi còn lại và dự kiến kết thúc vào ngày 24 tháng 8. Vâng, và kết quả chung cuộc của đội tuyển thông tin liên lạc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Tại Trung tâm Đào tạo Mô phỏng thuộc Học viện Quân y Kirov, Liên bang Nga, chiều qua lực lượng trung cấp quân y của các đội tuyển tiếp sức quân y tham gia Army Games 2022 đã thực hiện phần thi thể hiện kỹ năng chuyên môn. Tại 4 trạm thực hành của trung tâm, các nhân viên quân y lần lượt thực hiện 4 kỹ thuật chuyên ngành để sơ cứu ban đầu cho thương binh gồm hồi sinh tim phổi, thông đường tiết niệu, tiêm tĩnh mạch và băng vết thương. Đây là nội dung chỉ tính điểm trừ. Các tuyển thủ có 10 phút để thực hiện một thao tác, nhưng nếu thực hiện không chính xác, vi phạm trình tự hành động và các vi phạm khác sẽ bị điểm trừ. Do đã được các chuyên gia quân y của ban tổ chức giới thiệu và làm quen trong những ngày đầu đến Học viện Quân y Kirov, nên các tuyển thủ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thể hiện kỹ năng thành thạo và thực hiện tốt các kỹ thuật. Kết quả cuối cùng, đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc nhóm bị trừ ít điểm nhất. Hôm nay đến lượt các bác sĩ quân y thể hiện kỹ thuật trong trung tâm mô phỏng này.